Chắc hẳn chúng ta còn nhớ Cristiano Ronaldo đã tức giận ném băng đội trưởng xuống sân trong trận vòng loại World Cup 2022 giữa Serbia và Bồ Đào Nha. Đây không phải lần đầu tiên CR7 phản ứng giận dữ. Video sau đây sẽ giúp cho các bạn thấy được nhiều hơn những biểu cảm của Ronaldo bên ngoài đường pitch. Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, nữ nhân viên y tế phải lên khán đài để nhắc Ronaldo đeo khẩu trang. CR7 thể hiện thái độ hợp tác và nhanh chóng đeo lại khẩu trang. Ngồi cạnh CR7 có nhiều thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha và tất cả đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang của ban tổ chức. Ronaldo đã ghi một bàn thắng và Sir Alex muốn dưỡng sức cho Ronaldo. Nhưng Ronaldo không muốn rời sân sớm và vẫn muốn thi đấu để hy vọng ghi thêm bàn thắng khi anh theo đuổi mục tiêu giành chiếc giày vàng. Bị thay ra sớm, Ronaldo giật chiếc áo tập và lộ rõ vẻ thất vọng. Zinedine Zidane đã đưa ra quyết định bất ngờ khi thay Ronaldo bằng Lucas Vázquez. Chân sút sinh năm 1985 rõ ràng không hài lòng với quyết định này và từ chối nhìn Zidane khi ra khỏi đường biên. Sau đó, anh còn ném băng cổ tay đầy tức giận. CR7 rất bức xúc khi tiến vào băng ghế dự bị. Tại sao lại là tôi? Ronaldo đã bị một chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Anh buộc phải rời sân, không thể thi đấu tiếp. Ống kính máy quay đã ghi lại được khoảnh khắc tiền đạo Bồ Đào Nha rơi nước mắt. Từ ghế dự bị, Ronaldo tỏ rõ sự vui mừng khi chứng kiến bàn thắng của các đồng đội Martial vào lưới Everton hay Jadon Sancho vào lưới Liverpool. Đừng nghĩ CR7 ích kỷ nữa nha! Đôi lúc khi ngồi ở ghế dự bị, Ronaldo cũng pha trò khiến cho đồng đội của mình vui vẻ. Hồi còn khoác áo Juventus, anh đã từng đánh giày giúp đồng đội và có thể thấy họ đều vui vẻ. Trong trận đấu giao hữu tiền mùa giải giữa Juventus và Tottenham, Ronaldo đã có cho mình một bàn thắng ở phút 60. Tuy nhiên ngay sau đó, huấn luyện viên đã thay anh ra ngay lập tức, có lẽ để giữ sức cho cậu học trò. Ronaldo không bực tức gay gắt, tuy nhiên nhìn vẻ mặt của CR7 thì rõ ràng là anh còn muốn đá thêm chứ chưa muốn bị thay ra. Over the edge, feel like I'm floating through
CR7 đã chơi không thực sự tốt ở trận đấu với AC Milan. Phút 55 của trận đấu, huấn luyện viên Maurizio Sarri khiến cổ động viên bất ngờ khi quyết định rút Cristiano Ronaldo ra nghỉ và thay thế bằng Paulo Dybala. Siêu sao Bồ Đào Nha rời sân với vẻ mặt khá thất vọng và đi thẳng vào đường hầm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Juventus, CR7 phải rời sân sớm như vậy. Ronaldo tỏ ra rất thất vọng khi bị huấn luyện viên Rangnick rút khỏi sân ở phút 70 để thay thế bằng Harry Maguire. Mặc dù đây là trận đấu đầu tiên của anh sau chấn thương, nhà cầm quân người Đức ôm Ronaldo khi tiền đạo này rời sân, nhưng CR7 tỏ ra thờ ơ và nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, cựu cầu thủ Real Madrid và Juventus đến ngồi ở bậc thang gần đường hầm sân vận động, chứ không phải là trên băng ghế dự bị. Vừa rồi là tổng hợp những biểu cảm của Cristiano Ronaldo khi phải rời sân cũng như là khi ngồi trên băng ghế dự bị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Xin chào!